chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với thử thách cùng sóng 10k kỳ này. Và ở tập 4 này, chủ đề của chúng ta được mang tên là đến bento khoe thị giác. Và được chơi của game show kỳ này thì vô cùng đơn giản. Đó là game show của chúng ta kỳ này gồm có 3 đội chơi và mỗi đội chơi chỉ có một người. Nhiệm vụ của các bạn là sẽ phải thử 5 vị bento mà sóng 10k đã chuẩn bị. Và các bạn phải đoán xem vị bento đó có màu gì. Bởi vì mỗi vị bento sẽ mang cho mình một vị riêng và ứng với những màu sắc riêng. Và người mà đoán được nhiều vị bento nhất sẽ là người thắng cuộc. Trò chơi rất là đơn giản là câu nào. Và bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn biết 5 vị bento. Trước mặt mình đây là 5 vị bento. Đây là vị bento ít tay nhất, màu xanh dương. Màu cam, bento cay vừa. Màu vàng là bento cay nhất. Màu xanh lá, bento vị tâm vị. Và màu đỏ, bento vị hành tỏi ớt. Các bạn đã hiểu rõ luật chơi chưa? Và bây giờ chúng ta hãy cùng đến ngay với người chơi đầu tiên nha. Và đây là người chơi đầu tiên của thách ngày hôm nay. Chúng ta cùng làm quen với bạn đó này nha. Chào bạn, hãy có thể giới thiệu tên cho mọi người biết được hay không? Chào bạn, chúng tôi là Hà Hồng. Sợ là ngồi một hay không? Đi rồi bạn đang thả như thế nào? Nóng hả? Nên bạn quá áp hay là bạn đưa ra gì vậy? Người tự nhiên nóng như bạn luôn á. Bạn có vẻ biết ngồi một hay run sợ khi mà bước vào thử thách hàng ngày không? Bạn có tự tin là sẽ đưa vào được mình sẽ là một người đẹp thắng ngày hôm nay không? Nghe đơn giản không? Nếu bạn đã không sợ vậy thì thôi đi, chúng ta hãy bắt đầu chơi nha. Bạn biết rõ cách chơi chưa? Bạn còn thắc mắc gì về chơi không? Bạn chắc chắn là bạn biết rõ. Biết rồi luôn. Thắc mắc mình còn đoán nữa. Bạn đã sẵn sàng tư duy phân tích logic hết trò y của đội đội này chưa? Vậy bây giờ bạn đã sẵn sàng bắt đầu chơi chưa? Bạn tin là sẵn sàng. Bây giờ bạn bắt đầu chơi chơi nha. Bạn còn thắc mắc gì về đội chơi không? Có cần mình giải thích? Nếu bạn đang nhớ rõ thì bây giờ mình sẽ tìm các bạn nha. Bạn tiếp theo là cái tình trạng của gì? Mình tưởng các bạn mình có một đứa nha. Rất là nhiều mồ hôi đó.
vẫn không muốn đổi phát. Màu đỏ chứ, trời ơi, sao không?
Đen. Số 3 là màu ok. Chắc chắn. Người chơi đã chắc chắn đáp án của mình. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem đáp án của chương trình này đi nha. Và đây là ba người chơi tham gia chúng ta vào thử thách kỳ này. Bạn Tiên, bạn Phong và bạn Thảo. Bạn Phong, bạn có cảm thấy nóng được không? Bạn còn không muốn gỡ phát. Hãy luôn luôn không có ý kiến của mình và đáp án của bạn ấy nha. Chắc chắn 100%. Và bây giờ không để các bạn đợi lâu nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu xem đáp án ngày hôm nay nha. Cho các bạn thì ai tự tin rằng mình sẽ giành chiến thắng? Bạn nhớ bạn hứa như thế nào? Hứa 100%. Ok. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với đáp án nha. Bạn Thảo, số câu trả lời, số gì bên tôi mà bạn đáp chính xác là 1 chiếc. Like, share và subscribe kênh YouTube của Sóng 10K nha. Hẹn gặp lại các bạn vào những video sau.